biệt mọi người, con tên là Dương Đỗ Hồng Long. Ở nhà mọi người hay gọi con là Chip Xuân. Từ từ. Chào mừng quý vị khán giả đã đến với chương trình Boy 888. Ngày hôm nay là Chip muốn nói cho mọi người biết một tin rất là vui. Là tại vì những ngày sắp tới sẽ có một sự kiện rất đặc biệt. Đó là sự kiện cuộc thi Robocon toàn quốc năm 2018. Và trong cuộc thi này đã có đến 32 đội tuyển. Các trường đại học đang cạnh tranh với nhau để có những đội xuất sắc nhất để tham gia vào vòng chung kết ở Vĩnh Phúc và giải quốc tế là ở Ninh Bình. Mà các bạn biết không, năm nay á, nước Việt Nam của mình được tuyển tới 2 đội. Mỗi năm á, chỉ được có 1 đội thôi. Mà tại vì Việt Nam thắng quá lớn nên dành 2 đội tuyển cho Việt Nam luôn. Và mọi người sẽ chúc 1 trong 2 đội tuyển phải chiến thắng được cả thế giới, giành được quán quân vô địch của Robocon. Sau đây là một bài hát cũng ngang ngang như vụ chủ đề này. Bài hát gì? Boom! Mai đang chờ chút.
10 tuổi à, mà mê từ trong bụng mẹ luôn rồi đó. Biết sao không, mẹ mê á, sau đó là em mê luôn. Đây là lần thứ 3 đã đăng cai và em xin chúc cho các đội tuyển Yeah.